CSS đúng không? Đấy. Sau đó thì mình sẽ xếp cái này lại đúng không? Mà mình cập nhật nó thì nó sẽ được đúng không? Mình kích vào đây đúng không? Nó hỏi là có lưu hay không đúng không? Thu Dương Minh, chắc là Dương Minh Thu. Thầy ơi cho em hỏi với ạ, trong EndNote làm sao chỉnh được số trang tài liệu tham khảo tiếng Việt, viết tắt là TR, tiếng Anh là PP, và chỉnh cộng sự hiện lên tại nghiên cứu tại Việt Nam và add-on ở nghiên cứu nước ngoài, với điều kiện trường hợp chỉ cần hiện lên hai tác giả trong nghiên cứu ạ. Mong thầy giải đáp giúp em với, em cảm ơn thầy. Như này nhá, cái câu hỏi này là cái câu hỏi mà cũng rất là nhiều bạn hỏi tôi, thì đáng nhẽ là tôi sẽ làm cái video về cái nội dung này, thế nhưng mà tôi cái này thì tôi phải nốt lại, tôi sẽ làm video này. Thì nhân tiện đây tôi trả lời luôn nhé, trả luôn lời luôn về cái nội dung này này. Thì trong một cái style ở trên EndNote ấy thì nó chỉ cho phép mình thao tác mình làm một thứ thôi. Nếu mà là TR thì tất cả nó sẽ là TR hết. Đấy, nếu mà PP thì tất cả nó PP hết. Đấy. Thế thì cái cách để em có thể làm được cái này đấy là gì? Là em xem là cái phần mà cái kinh nghiệm của tôi nhá, em xem là cái phần tài liệu trích dẫn của mình ở dưới ấy, thì cái nào nhiều hơn, ví dụ như tiếng Anh nhiều hơn thì mình sẽ chỉnh cho nó theo tiếng Anh đấy, và sau đó thì em ngắt kết nối đi nhá, ngắt kết nối giữa giữa EndNote và cái tài liệu của mình đúng không? Sau đó thì em khi ngắt kết nối rồi thì lúc đấy nó là mình chỉnh sửa, thì sau đó mình update thì nó không update được nữa đúng không? Thì nó sẽ không không bị thay đổi nữa. Thì cái phần mà còn lại thì em chỉnh sửa thủ công thôi, tức là mình chỉnh bằng tay đấy. Đấy. Chỉnh bằng tay thì ở trong trong Word nó có một cái nó gọi là replace đấy. Thì em cứ PP em replace sang TR thôi là được, được chưa? Đấy. Thế còn cái mà thay đổi cái add-on cho hai tác giả ấy thì em vào trong cái gì nhỉ? Trong cái EndNote style ấy. Đấy, ví dụ cái này nhá. Đấy, ví dụ đây nhá, em vào em vào trong edit này nhá, xong vào output này nhá, sau đó mình có thể chọn một cái style nào đấy để mình sửa nhá. Thế thì mình sẽ vào cái chỗ mà cái mà em muốn sửa ấy thì nó sẽ nằm ở trong cái nó gọi là đâu nhỉ? Đây này. Cái citation này đúng không? Nếu mà em sửa cái citation này thì nó sẽ hiện ở phía phía trên đấy. Thế còn nếu mà em muốn sửa ở phía dưới đúng không? Cái phần mà tài liệu tham khảo phía dưới thì mình vào cái phần bibliography và mình vào cái phần gọi là đây này. Đây này, author list đây này. Thế mình vào cái author list này nhá. Author list này, author là tác giả nhá. Thế thì có phải trong này nó định nghĩa không? Từ 1 đến 100 đúng không? Thì những cái tác giả đấy được cách nhau bằng dấu phẩy này đúng không? Thế sau đó là cái phần abbreviation list này này, tức là cái phần mà viết tắt đấy. Đấy thì nếu mà số lượng tác giả là nhiều hơn 10, đấy như này if này. More than 10 tức là cho hơn 10 đúng không? Thì nó sẽ liệt kê là 10 tác giả đầu tiên, và sau đó thì những từ tác giả thứ 11 trở đi thì nó sẽ không cho hiện lên mà nó sẽ cho là gì? Là add-on, và sau đó nó italic tức là gì, là nó gọi là gì nhỉ, nó gọi là xiên đấy, tức là nó tạo ra cái phông chữ theo kiểu nghiêng đấy, chữ nghiêng nhé. Đấy, thế thì để mà làm được của em thì em thay là gì, nếu hai tác giả chẳng hạn đúng không, thì chỗ này thay vì 10 em thay là hai đúng không, more than two đúng không, và chỗ này là gì, hai tác giả đấy, thì mình sẽ cho nó là gì, từ tác giả thứ ba trở đi thì nó sẽ chuyển thành là gì, add-on đúng không, hoặc ở đây em thay chữ add-on này bằng chữ là cs đúng không. Đấy. Sau đó thì mình sẽ xếp cái này lại đúng không, mà mình cập nhật nó thì nó sẽ được đúng không, mình kích vào đây đúng không, nó hỏi là có lưu hay không đúng không, mình kích là yes đúng không, và nó sẽ tạo ra một cái style copy đúng không, mình kích xếp vào đúng không. Đấy thì lúc này mình đã tạo ra một cái mà nó chỉ có hai thôi đúng không. Đấy. Hiểu không Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi.